Đoạn clip do mẹ cô bé lưu lại đang hấp dẫn sự lưu ý trên mạng làng hội. Đây là con gái mình, bé thế hệ 6 tuổi, tối qua hai mẹ con đi rút tiền ở As, thấy nhiều người dứt biên lại bừa bãi, bé liền đi nhặt từng tờ rồi bỏ vào thùng rác. Thương con gái bé dạy có ý thức, mình ấn lấy điện thoại quay lại. Nhiều người lạ ghê, cái thùng rác đựng biên lai sau khi rút tiền được để ngay trước mắt, vậy mà vẫn dứt thẳng xuống sàn rồi đi, người mẹ chia sẻ. Hành động của bé gái 6 tuổi trong cây rút tiền hát khiến nhiều người lớn xấu hổ. Trong clip, cô bé thu dọn toàn bộ tờ giấy dứt đầy trên sàn. Dù còn bé dại nhưng ý thức của em khiến nhiều người lớn phải xấu hổ. Bé giỏi quá, có ý thức từ bé dại. Chẳng bù cho rất nhiều người lớn, đến chuyện dễ chơi là dứt tờ giấy vào thùng rác ngay đấy cũng không làm được, thành viên Duy Hùng bình luận. Hành động cho thấy cháu bé được dạy dỗ nghiêm chỉnh. Nhìn bé lượm rác mà cứ nghĩ là lượm ý thức của nhiều người lớn vậy, một dân mạng khác bày tỏ. Đằng nào cũng dứt, vậy còn muốn in biên lai ra làm gì? Thời buổi công nghệ rồi, có lẽ thói quen dùng cây ác cũng nên đổi mới đi thôi, nít Nam Eo Thuận Độ góp ý.